Và đây là những cái hoa mọc bên lề đường. Ở Việt Nam chúng ta gọi là hoa quỳ, I think và nghĩ là như vậy, không biết có được hay đúng không. Nhưng mà những cái hoa này ở đây cũng giống như Đà Lạt đó các bạn. Hoa nó mọc dài ở ngoài đường. Bạn nhìn thấy nè, đây là cái con đường đi. Và hoa nó mọc đầy ở ngoài đường như vậy đó. Là cũng giống như Đà Lạt của chúng mình ở Việt Nam vậy đó. Ở ngoài đường hoa rồi. Nói chung là mình có thể dễ dàng nhìn thấy hoa khắp nơi, chứ không phải là mình phải đến cái vườn hoa hoặc là một nơi nào thật là xa xôi. Ở đây mình có thành phố Seattle, rất là đẹp, hoa khắp nơi, mình easy, mình dễ dàng nhìn thấy hoa nở khắp chốn vào mùa xuân. Bây giờ đã bắt đầu chớm vào mùa thu, thì người ta hay nói là hoa cúc thì nở vào mùa thu đúng không ạ? Thì bây giờ là Đoàn nghĩ là những cái cây này á, nó cũng giống như là hoa cúc hoặc là hoa vạn thọ. Đoàn nghĩ nó cùng cùng họ với lại hoa cúc và hoa vạn thọ Việt Nam. Các bạn thấy không? Đó. Đây nè, hoa nó nở đẹp lắm. Nó nở khắp nơi. Và mình thấy nhà cửa ở đây, bạn thấy không? Đó là mùa thu. Mình thấy rõ ràng là trời hôm nay rất là xanh. Và lá nó bắt đầu chớm vàng rồi. Mọi người cái một buổi sáng, hôm nay là ngày thứ ba, thì một ngày bình thường thôi. Mọi người đi làm hết, mọi góc phố nhà cửa rất là im lặng. Người ta mình đang đi dạo ở xung một khu vực nhà. Đây nào, mình quay cho các bạn thấy cái khu vực mình ở đó, toàn là những cái nhà rất là xưa, nó giống giống như Đà Lạt vậy đó. Mình ở đây á, mình cứ tưởng tượng giống như là thành phố Đà Lạt, tại vì có những ngôi nhà bằng gạch rồi, những nhà rất là cái cổ kính chứ không phải là hiện đại như những nơi như thành phố khác. Thành phố này nhà nào cũng cũng cũ và cũng hoa trồng ở trước sân sau, mà rất là yên tĩnh, bạn thấy không? Rất là đẹp, rất là yên tĩnh. Sí, bây giờ đây nè, cái cây này là cây cái lá mùa này nó đã thơm cái lá vàng rồi đó. Bạn thấy không? Nó bắt đầu chuẩn hai màu nè, màu xanh và màu màu vàng, bạn thấy không? Đó, đẹp chưa? Bây giờ là bắt đầu chớm vào mùa thu nè, mình quay cho bạn thấy. Đó, lá ở trên ngọn thì đã bắt vàng, vàng nhiều. Từ từ á thì nó sẽ rụng, rơi rụng. Thì mùa này là mùa đẹp nhất, mà mùa này là mùa nên thơ nhất tại thành phố Seattle này. Bất kỳ ai dù có tâm hồn khô khan đến mấy, khi đặt chân đến thành phố Seattle vào dịp mùa thu thì lúc nào cũng phải thốt lên rằng wow, thật là nên thơ, thật là lãng mạn. Toàn mong, toàn hy vọng là khi các bạn xem cái clip này thì sẽ có một cái nhìn về Seattle và sẽ cảm thấy rằng là lý do tại sao mà Toàn sống ở đây hơn 25 năm và vẫn lúc nào cũng vẫn cảm thấy là yêu cái thành phố này. Một cái lý do mà mình yêu thành phố Seattle vì mình rất là yêu mùa thu. Mà tôi nghĩ rằng là Seattle là một trong những thành phố của nước Mỹ đẹp nhất vào mùa thu. Cái đó, điều đó mình cũng không hề nói ngoa. Tại vì dĩ nhiên là cũng rất là nhiều thành phố đẹp của nước Mỹ về mùa thu, giống như Boston và những cái vùng hướng đông của nước Mỹ. Nhưng mà đặc biệt Seattle á, nó có một cái nên thơ, nó có một cái làm cho người ta đó, con người khi mà mình một lần đầu tiên mình đặt chân đến đây á, mình cảm thấy mình nhớ và mình lưu luyến.
vì cái thành phố này con người rất là hiền hòa, và những người Mỹ trắng ở đây á, họ rất là thân thiện. Chỉ nói riêng về cái khu vực của Toàn ở, các bạn thấy không? Nhà cửa giống Đà Lạt không? Đó, nếu mà mình bạn là một người du khách mà đến đây lần đầu tiên thì cái cảm giác á, là rất giống Đà Lạt ở một điểm là hoa cỏ mọc đầy đường và những ngôi nhà mái ngọn mái ngói, những ngôi nhà bằng gạch, những ngôi nhà theo cái kiến trúc cổ điển của ngày xưa, chứ không phải là những cái thành phố. Xí, các bạn thấy cái hoa này ở Việt Nam gọi là hoa hồng dại đó bạn, hoa hồng mà mọc dại, rồi hoa lavender, rồi nói chung là ở đâu bạn cũng thấy hoa, không biết là hoa gì mà rất là nhiều, bất kỳ cái nhà nào cũng có hoa có lá, rất là đẹp. Chứ không phải là, sĩ bạn nghĩ như cái nhà này chỉ là một căn nhà bình thường mà bạn thấy đẹp không? Rất là đẹp, bạn thấy không? Cái kiến trúc rất là cổ xưa mà rất là đẹp. Rồi có cái hàng cây, cái cây này không biết là cây gì nhưng mà đẹp quá. Cái trái màu đỏ đỏ rất là đẹp. Mình không hiểu là cái gì nhưng mà thấy không? Nó đẹp tự nhiên mà, thấy không? Đẹp tự nhiên. Ở đây mọi thứ đều rất là bình yên. Con người cũng vậy. Con người ở đây cũng rất là bình yên. Cuộc sống rất là hiền hòa. Mình thích cái cảm giác mà bình yên ở cái thành phố Seattle này. Thành phố này á, là con người á, đối xử với nhau rất là chân tình và rất là tốt bụng. Mình không biết là những thành phố khác thì như thế nào, tại vì mình đã sống ở đây hơn 25 năm rồi và mình đã yêu, và mình nghĩ là cái tình cảm đối với thành phố này nó cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi vì Toàn nghĩ rằng là Toàn có một thời gian ở Cali, nhưng mà thực sự Cali chỉ vui, nhưng mà nếu mà nói về đẹp thì thành phố Seattle phải nói là đẹp hơn Cali rất là nhiều. Không phải gọi chỉ là đẹp mà phải gọi dùng cái từ là nên thơ. Thành phố này rất là lãng mạn, rất là nên thơ. Con người cũng như vậy nữa. Con người cũng rất là hiền hòa và nên thơ nữa. Con người ở đây á, họ nhìn họ giản dị mà đơn giản, chứ không phải là quá cầu kỳ. Không có phải như là những thành phố như New York hoặc là những thành phố lớn khác mà lúc nào mình cũng phải dress up hoặc là cũng phải cầu kỳ. Ở đây con người ta nó sống đơn giản lắm, con người ta mình không có thấy cái sự giả tạo nhiều ở cái thành phố này, giống như là những cái thành phố khác. Đâm ra cái lý do tại sao mà bao nhiêu năm mình vẫn chọn nơi đây và mình cũng muốn ở lại nơi đây dài lâu. Nè, các bạn thấy cái cây này không biết là cây gì, có cái trái đỏ, thấy chưa, đẹp không? Đó, bạn có thể nghe được tiếng chim hót rất là bình yên. Cái này là một buổi sáng mùa thu, sĩ biết chim gì á, nhưng mà nó hót rất là líu lo, không biết sĩ. Cái này là sự thật thiên nhiên ở đây á, nó đẹp như vậy đó bạn, nó bình yên vậy. Bạn thấy bạn có cảm nhận được cái sự bình yên này không? Đó. Nhiều khi á, mình chỉ có muốn trong đời mình sống những cái cảm giác được như vậy, và mình chỉ muốn mỗi ngày qua mình chỉ muốn cuộc sống thật là đơn giản như vậy thôi. Cái là một ước mơ bình thường. Sĩ, các bạn thấy cái lá vàng nó đổi không? Tiếng chim hót. Rồi bầu trời hôm nay thật là xanh với những cụm mây trắng, thật là đẹp. Buổi sáng hôm nay, buổi sáng buổi thu thật là tuyệt vời. Sĩ, cuộc sống rất là thanh bình. Mình đang đi trên và mình đang
quay cho các bạn thấy cảnh bắt đầu vào mùa thu của thành phố Seattle nói riêng và tất cả các thành phố của nước Mỹ nói chung. Nước Mỹ đã và đang vào mùa thu rất là đẹp, và mình cũng muốn làm cái video này đây. Các bạn có thấy con chim không? Dễ thương không? Nó chuyền trên cành á. Đẹp chưa? Thấy là chim chóc ở đây á, nó sống rất là bình yên, cũng giống như người dân của thành phố Seattle vậy. Rất là bình yên, không ai mình không phải nhức đầu lo nghĩ vì cuộc sống này vốn dĩ là bận rộn rồi. Nhưng mà nếu mà sống được những cái ngày, được một lần trong đời đó để sống với cảm giác như này thì cũng cảm thấy thú vị lắm, phải không các bạn?